Cận cảnh Fiat 500 2009, xe Ý chỉ 347 triệu tại Việt Nam. Chiếc xe cỡ nhỏ Fiat 500 của thương hiệu Ý đã qua sử dụng khoảng 10 năm hiện, đang được chủ nhân giao bán với giá chỉ 347 triệu đồng, ngang ngửa một chiếc xe hạng A là Kia Morning mới. Xe ô tô cỡ nhỏ Fiat 500 tại Việt Nam xuất hiện từ những năm 2009. Chiếc xe này có thiết kế nhỏ gọn hai cửa, bốn chỗ ngồi và kích thước ngắn hơn Kia Morning, do vậy nó phù hợp cho những người khá giả chỉ cần một phương tiện cao cấp nhưng tiện dụng để di chuyển trong đô thị. Chiếc xe đang giao bán đang trong tình trạng tốt, đã lăn bánh khoảng hơn 60.000 km sau 10 năm sử dụng và được chủ xe bảo quản kỹ lưỡng nên còn bắt mắt và thời trang. Giá xe Fiat 500 cũ này đang được giao bán khoảng 437 triệu đồng. Người mua có thể phân vân giữa một chiếc Kia Morning mới tinh hoặc lựa chọn Fiat 500 mang phong, cách thời trang Ý, xuất xưởng, tại Ý, vào năm 1957. Fiat 500 cho tới thời điểm hiện, tại, đã trở thành một trong những dòng xe mang tính biểu tượng lớn của ngành công nghiệp ô tô, xe có kích thước dài 3.546mm, rộng 1.627mm, và cao 1488 mm Đây là mẫu xe, được đánh giá nhỏ gọn, phù hợp, để di chuyển, tại các thành phố Đông Đúc. Nhiều người ví von Fiat 500 đời 2009 giống như chú khủng long nhí với kiểu thiết kế tròn trịa, phần đầu nổi bật với hai thanh ốp mạ chrome. Thanh lớn nằm ngay trên hốc hút gió, cân đối với cặp đèn sương mù và đèn pha phía trước, tạo cảm giác cụm đèn trước được nâng cao hơn khi phân tách khỏi hốc hút gió và phần táp lô phía dưới, thanh ốp thứ hai nhỏ hơn, nổi bật với logo Fiat chính giữa. Bên trong nội thất của Fiat 500 thiết kế khá bắt mắt. Với những người tầm vóc trung bình hàng ghế trước rộng rãi trần đủ cao không có cảm giác bí như khi ngồi vào các dòng xe nhỏ khác hàng ghế sau chỉ vừa rộng cho trẻ em các nút điều khiển đều nằm trong tầm tay dễ dàng kiểm soát hệ thống an toàn đúng tiêu chuẩn châu Âu với 7 túi khí cùng nhiều lựa chọn thêm cho khách hàng như hệ thống cân bằng điện tử S sản phẩm ngoài ra là Blue và me một hệ thống thông tin di động cho phép rảnh tay khi sử dụng điện thoại với chức năng Bluetooth nhận lệnh bằng giọng nói hay nghe nhạc bằng cổng USB được trang bị sẵn trên xe Xe trang bị động cơ xăng dung tích xi lanh 1242 phân khối có công suất 69 mã lực và mô men xoắn cực đại 102 Nm. Sức mạnh này vừa đủ cho một chiếc xe hạng nhỏ trên phố. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 5 lít xăng, 100 km. Hiện tại, có rất ít xe Fiat 500 chạy bon bon trên đường, vì giá bán khá cao, ngay từ khi nhập về Việt Nam. Giá bán của Fiat 500, vào khoảng 850 triệu đồng. Nếu so với các mẫu xe cùng phân khúc cùng giá tiền, Fiat 500 có phần hụt hơi. Bạn thấy thế nào về điều này, hãy bình luận dưới video nhé.